Chào tất cả các bạn quay trở lại với video tiếp theo của mình nhá. Chào bạn. Hôm nay cái video gì đây anh Thái? Hôm nay Thái gần mấy từ đấy là đã biết thi vẽ rồi. Cái này là sở trường của em rồi, anh Thái quay luôn đi. Thật thông luôn hả? Hôm nay tao toàn thấy mày vẽ con bùa và con rùi thôi. Đấy là ngày xưa rồi. Bây giờ nhìn em vẽ anh cũng như xem là giống y đúc luôn. Tao tin mày, vẽ ra xem đi. Vẽ luôn. Giống nhau như hai giọt nước. Đây là nước lọc, đây là nước đái. Nhìn Thương vẽ cũng có hồn đấy Thương ạ. Nhưng mà là kinh hồn chứ không phải là có hồn đâu các bạn ạ. Thế hôm nay là làm clip gì đây anh Đái? Anh là cầm mấy tờ giấy này ra là để viết phiếu thăm, định cho mấy đứa thi cuộc thi vua đầu bếp. Ôi giời ơi, mùa đông này rét lắm anh ạ. Rét lắm. Các không thi đầu bếp đâu. Đúng rồi. Thế mấy đứa định làm cái gì đây? Em thì em thích quay clip sáng tạo ấy này ạ. Như như mấy clip mà người cuối cùng ngừng ăn tôm hùm, người cuối cùng ăn sân sườn, người cuối cùng ăn thịt nướng siêu cay, người cuối cùng... Đấy là clip sáng tạo đó hả? Vâng. Đấy là clip hốc rồi. Ăn uống rồi. Đây là làm video về đất nặn đi anh. Hôm nay em thấy anh qua về đất nặn đây. Ha. Đấy là sở trường của em rồi. Sở trường của em rồi. Phải không? Lần trước nó lặn con rùa này thành con vịt. Mấy đứa có làm được không? Có. Đợi anh đây, anh đi vào đấy đất lặn, sau đó là cả team mình thử thách lặn đất lặn nhá. Vâng. A few moments later. Ok, đây rồi, đất lặn đây rồi. Đã rồi. Hộp anh Thái. Bằng này thôi em. Bằng này là tha hồ cho mấy đứa lặn rồi. Mấy đứa lặn những hình nhỏ mà nó giống với hình thật, nó giống với ở ngoài đời là thật là được đúng không? Lặn hình to nhưng mà nó không giống thì cũng vớt, thấy không? Vâng. Nào, bỏ ra đây. Đấy. Ui giời ơi. Chia đội hai lặn như thế nào anh Thái? Hôm nay chúng ta không cần chia đội nữa mà mỗi người sẽ lặn lấy một sản phẩm của mình, giống như những cuộc thi lặn đất sét hay là vẽ đấy. Vâng. Đấy, để cho nó không cảm thấy là cái sản phẩm của mình bị đụng tay đụng chân bởi những thành phần ngu người khác. Đấy, bây giờ mấy đứa muốn lặn cái gì đây? Em lặn Soku, Kazemoko, Doraemon gì cơ? Em lặn Doraemon này, Chuẩn Mickey. Em lặn AK dòng đỏ này. AK dòng đỏ? AK dòng đỏ này. Tao lặn cả sờ tinh này. Sờ tin với AK dòng đỏ giống nhau đó hả? Em lặn nhái này. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Bây giờ lặn cái gì thì nó chỉ có bằng này đất lặn thôi. Mà chúng ta lặn làm sao hình vừa vừa đẹp đẹp mà cảm thấy nó giống là được. Thì hôm nay để cho cuộc thi này nó thêm phần đặc sắc ấy, thì chúng ta sẽ anh sẽ đưa ra một cái thử thách cho mấy đứa, đó chính là lặn cái gì mua cái đấy. Thật hả anh? Đúng. Em lại lấy con 13. Dẹp. Em làm mày sẽ biết. Vấn đề là mấy đứa có lặn được giống không và nó sẽ có thời gian nha. Nếu mấy đứa lặn trong cái khoảng thời gian đó mà không lặn được thì cũng không được mua đâu. Mua thật đây này. Mua thật, ta bắt đầu vào cuộc thi lặn, lặn gì mua đấy nha các bạn. Đất lặn này là cái đất lặn rất là tốt và an toàn cho trẻ em nha các bạn. Đất lặn nước ngoài phù hợp với các lứa tuổi từ 2 cho đến 99 nha các bạn. Thế 100 tuổi có chơi được không anh Thái? Trời đất, 100 tuổi tay chân rụng rời, lồng củng rồi chơi cái gì nữa em. Mình sẽ lặn đôi dép nha các bạn. Dép mình rách hết rồi đây nè. Đấy, may mà có thử thách này nên mình sẽ tận dụng, mình sẽ lặn một đôi dép để mua đôi dép. Mình rất thích lặn ô tô nhưng mà trong một tiếng mình không lặn được. Có quá thì để anh lặn cho. Mày không lặn được ô tô thì anh lặn. Mình sẽ lặn những cái gì dễ ăn dễ trúng thưởng thôi. Mình sẽ lặn cây kẹp. Chỉ có một tiếng thôi, anh lặn được không? Anh lặn được chứ, thế mày lặn cái gì đây? Mày làm lòng lợn để tối ăn gì? Không, em lặn một cái vợt. Nhà em thiếu một cái vợt để em lặn mang lên trường chơi. Đây, đây là cái vòng tròn của nó này. Mình lặn xong một cái đùi gà rồi nhá bạn. Rồi mình để đây. Mình lặn thêm 10 cái nữa xong rồi chúc thành một đĩa gà rán. Ăn đến tối luôn. Ôi giời, cái đầu này khó thế, không có làm kiểu gì. Đùi gà em sao anh phá? Ui giời ơi, đây mà cái đùi gà. Cái này cầm ra quán, có người ta bán cho mày cái vỏ gà ăn dở ấy. Bán đùi gà, đây là cái gì này. Em lặn được không? Anh đập cái này hết nó thành cái gì nữa. Thế à, thế anh xin lỗi nha, lặn lại đi. Chị Khanh chị lặn cái lồi ấy. Hả? Chị Khanh chị lặn cái lồi ấy. Mày, cái anh Thái không được nói láo, mày nói láo tí khi anh Thái rồi. Cái lồi gì mà? Bỏ đừng có nói láo. Em nói láo lúc nào? Thế mày bỏ cái lồi gì? Ý em mày cái lồi nấu cá ăn, cái lồi nấu cơm ấy. Ui giời, anh đi có cái nồi nào đây, tôi nặn cái ghế. Ở nhà mình thiếu cái ghế ngồi học, thì tranh thủ mình sẽ nặn cái ghế ngồi học. Mình làm một cái đùi gà rồi nha bà. Mình để bên đây anh cú này phá, đây mình để sang bên này. Cái chị Khanh này. Gì? Em để em đây, chị này phá nữa. Ui chết nhầm, thôi để chị vô cho lại cho. Đấy nhá. Đấy, chọn chưa, này. Đấy.
Như là nó nhoi ra mà. Ồ, thế à? Thế chị tưởng chị làm nó nhoi ra chị để chuồn vào. Lần này mình làm xong nên mình để ra bàn. Anh đụng mấy thằng Vinh nha các bạn. Nó phải bị phá. Để bàn Vinh Thanh nha. Hả? Thôi mình làm xong mình đưa tưới các bạn ạ. Cái kem của mình xong rồi này các bạn ơi. Anh đụng thấy đẹp không? Ui giời, cái kem gì mà vàng như của cục xít của em bé đấy này. Cái kem người ta nhiều màu cơ mà. Ồ, thế thì em lần lại. Mình nặn được 4 chân ghế rồi đây này. Mình rất thích màu cam nên mình sẽ dùng màu cam nặn ghế nha các bạn. Mình chuyển sang màu trắng các bạn ạ. Mình thích tông trắng hơn. Nhẹ được chưa anh Tục? Que kem gì mà như quái vật ba đầu thế này. Đúng à. Nặn lại đi. Bà bạn nào không biết kem này là kem gì đâu. Vâng. Đây là cái thân ghế nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đặt cái thân ghế vào cái chân ghế. Vậy là đã hoàn thành một cái ghế rồi. Sản phẩm của mình xong rồi các bạn ạ. Mình làm xong cái đùi gà rồi nhá bạn. Mình làm bông hoa trời đẹp chứ các bạn. Đó, đưa bông hoa cho chị. Đưa bông hoa chị đâu rồi? Chị vừa nặn đến đây mà. Đâu rồi? Đây. Múc phép này ra. Rất nặng này, thơm lắm các bạn ạ. Đấy, của mình đã xong rồi nha các bạn. Mình làm xong hai cái kem rồi các bạn ơi. Mình cũng xong đôi tông rồi các bạn ơi. Thêm dây dọc nữa cho nó giống cái vật các bạn ạ. Cứ để dây ngang này người ta đứng cái rổ. Rồi bây giờ mình ra xem mấy đứa làm xong chưa nha. Mấy đứa làm xong chưa? Em xong rồi anh ạ. Sắp hết giờ rồi đấy. Đây, bây giờ đi xem qua sản phẩm của mấy đứa để còn biết mà mang đi ra ngoài chợ chứ không rồi mang mấy cục đất này ra chốc người ta nó đánh cho. Đâu? Đây, của Tùng. Em tôi Tùng Lào. À, Tùng à? Vâng. Anh già mà đôi tông gì mà nhìn trông như hai con quái vật vậy em? Quái vật của anh đấy. Đây, đây có phải là cái râu của nó không? Thương ơi, bắt Tùng ơi, Tùng ơi. Tùng à, đây. Thế ở bên này? Của em là một cây kem ốc quế. Trời ơi, cây kem ốc quế đó hả? Vâng. Được rồi, đẹp đấy. Cái kem đất nặn của anh nó có bẩn thế này đâu. Em bị rơi. Được đấy. Rồi, cuốn xong chưa? Em còn xong rồi. Em xong rồi. Mày làm cái con quỷ gì đây em? Em làm siêu xe anh đấy. Siêu xe thì tưởng xe bò. Siêu bò đâu mà xe bò á. Chưa xong đúng không? Vâng. Thường thì mình nhìn qua mình thấy nó giống giống một cái vợt đúng không em? Vâng. Đấy. Mình nhìn thì nó giống rồi đấy. Nhưng mà đi ra ngoài bán hàng, các bác bán hàng mà nhìn không giống ấy, cho ai khác thì phải chịu nhá. A few moments later. Rồi hết giờ rồi nhá. Rồi hết giờ rồi á? Ờ. Nào. Chưa xong nó đến đâu rồi còn cái gì? Em mới làm được cái khung xe với cả bánh rồi, xe. Rồi thôi thế thôi, 10 phút nó chỉ có như vậy thôi. Nào. Thu lại để anh mang đi chợ nào. Nhanh lên. Anh lấy hộ em anh ơi. Anh lấy hộ em cái đùi gà cá sẻ trên kia. Úi giời. Sao lại để giấu tận trên đấy? Để anh lấy cho. Em để ở dưới đây với anh này cứ phá rồi. Ô để trên đấy có vợ chim nó mổ hết rồi đấy. Đây. Xem còn nguyên vẹn không? Còn nguyên vẹn anh ạ. Vâng sao? Rồi may quá. Điểm đi nhờ. Hồi qua cái bẩn đi là anh mang đi xem là người ta có nhận được ra không nhá. Nhưng mà đùi gà mà vàng khóa này người ta không nhận ra đâu. Nó chỉ bẩn bẩn hơi đen đen này người ta mới biết đây là đùi gà rán. Đùi gà rán cháy nó cháy. Đúng rồi, đùi gà rán cháy. Mang hết đây để anh mang đi chợ nào. Em có xong đâu. Chưa xong cũng mang rồi. Nhỡ người ta thông minh người ta biết được đây là cái xe ô tô thì sao đúng không? Có 3 bánh chưa xong 1 bánh. 3 bánh thì người ta phải tự liên tưởng cho thôi. Đây anh ơi. Đâu? Cái quần què gì vậy? Ui giời ơi, đây con quỷ đây, hai con quỷ của Tùng Đen. Nó rồi. Chờ ở nhà nhá. Vâng. Dịch dã này ở nhà thôi. Anh đi anh cũng tránh tiếp xúc với người ta. Anh dơ ra người ta mà đưa ra cái gì là mua cái đấy luôn nhá. Rồi đi, để anh đi chợ nhá. Vâng. A few moments later. Bây giờ mình đã về đây, mình đã đi chợ về đây. Mình đã mua đủ 6 món cho mấy đứa rồi mà không biết có đúng ý của mấy đứa không. Bây giờ mình sẽ mang cho bọn nó nha. Anh về rồi đây. Đâu đồ em đâu? Sao xem đồ em như nào nào? Đây. Ôi sao anh thấy một cái đồ chơi chở quỷ em ở đây, siêu xe em đâu? Siêu xe của em đây. Đây là siêu xe. Ừ. Ôi bánh tung à. Đúng không? Đúng ý, đúng món của em mua chưa? Không đúng lắm mày. Đấy thôi, màu đỏ nhá. Mình chỉ chụp cái ảnh của mấy đứa lặn đây xong rồi mình mang cho người ta xem. Người ta đưa cho cái này mình mua thôi. Không được, cái này cũng được anh thấy ạ. Đấy, tông của em đâu? Tông của em đây. Đấy,
Tao muốn em màu trắng mà tao để màu xanh. Còn hoa văn này. Anh đã nói rồi, mang ra cho người ta mình không có miêu tả gì hết. Mang ra nếu mà người ta đưa cho cái gì là mình mua cái đấy luôn. Xem đây có Vương nè. Đeo Vương, mang đây đi đây, đi sang đây. Đeo Vương, đeo ngược rồi. Hơi chặt anh ơi. Anh biết ở đâu, người ta đưa cho cỡ nào mình lấy cỡ đấy. Tiếp đây. Đuôi gà. Đuôi gà của em đúng không? Vâng. Đuôi gà này thì không lệch được các bạn ạ. Này là mình đưa ảnh ra cho cái chỗ mà đồ ăn nhanh ấy, người ta biết ngay đấy là cái đùi gà luôn. Cho em ấy. Đây cái ghế của em anh ơi. Ghế em đây. Đây, ten 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 ten. Cái bộ ỉa sao này? Bộ anh. Cái bộ à? Em là cái ghế đẹp như thế này mà sợ cái bộ. Khổ quá, cái chỗ bán hàng ấy nó là cái cửa hàng tạp hóa. Thế bây giờ tại vì nó không giống với cửa hàng bán đồ ăn nhanh là nó chỉ có đồ ăn thôi. Cái này mang cái này chụp cái ảnh, gửi cái ảnh này ra người ta bảo quá thì là anh lấy thôi. Vẫn ngồi được em ạ, vẫn ngồi được. Thế bây giờ lúc nào buồn thì mở ra, còn lúc nào mà không buồn thì ngồi vào. Không. Đấy này vào ngồi là bình thường ấy. Khổ quá. Đây tiếp theo đi. Vợt của em đi. Vợt của em đây đúng không? Anh cái này thì không sai được rồi. Cái này thì không sai được tí nào luôn các bạn ạ. Mình giơ cái ảnh ra phát là người ta đưa cho cái này là mình lấy luôn, không cần phải thắc mắc. Đấy chuẩn luôn nhá. Đúng là cái thương này chất đấy. Nó bảo nhà nó thiếu cái vợt để lên trường đánh mà. Hả? Cái vợt để đánh cầu lông mà. Hả? Thế đây à, thế hóa ra đây là cái vợt đánh cầu lông à? Vâng. Thế mà mình đi mua cái vợt muỗi các bạn ạ. Coi nhà anh nhiều muỗi cho anh nhá. Nhà em cũng nhiều muỗi. Ừ thế thôi này. Cái kem của em đâu? Đấy. Tan 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 tan. Đúng không? Không tí đấy anh. Game em là ăn mà. Ăn à? Vâng. Anh biết đâu. Thì lúc ấy anh cứ giơ hình ra ấy thì cái này người ta tưởng đồ chơi nên là người ta đưa cho cái này thì anh mua thôi. Đây chẳng là cái kem. Mỗi tội kem đồ chơi rồi.